Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha, Subway Surfers. Ok, và đây là những cái game run rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Let's go. Okay, let's go. Wow, rất là nhiều bạn. Oh my gosh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai. Over. Let's go. Let's go. Oh my gosh, wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 3. Midian. Ok, let's go. Let's go, baby. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang kênh thứ tư, Little Singham. Let's go. Ok. Xem anh ta chạy được bao xa. Nhưng phải nói là background của anh ta cũng rất là giỏi. Ok, let's go. Và lạc vào trong thế giới của ông ta. Và bây giờ thì mình sẽ chiến đấu với ông ta. Let's go. Oh my gosh, bỏ vừa rồi hơi nhanh một chút. Ok, thế thì mình phải tách ra vậy thôi. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Angry Gran Run. Let's go. Let's go. Càng lúc càng nhanh rồi. Mình tốc độ chậm. Ok. Không phải, trong mới lên là vào 22 nên tốc độ sẽ chậm. Lên 22, ok. Oh my gosh, chết rồi. So ok, bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Sponge on the run. Yes, head for my time machine, porous brain. Let's make a run for it. Stuff rules! Ah. Now we're going the distance! I hope we're not running in circles. I prefer running in lumps. Effect. Getting out of the way now. Let's go. Prepare to be TM worked. explain. Oh my gosh. Wow. Okay. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Team Run này. Ok, let's go. Rồi thì mình sẽ để luôn, nhảy nào, các bạn nhảy luôn. Ok, màu sắc của team Run này thì nó hơi sặc sỡ một chút cho nên các bạn phải để ý nhá, không mình sẽ check ngay. Và cái này các bạn chơi trên điện thoại nó sẽ dễ hơn là khi các bạn chơi trên một cái máy iPad hoặc là một máy tính bảng, nó rất to và rất khó nhìn. Và khó điều khiển nữa. Ok. Oh my gosh, đúng lúc hết đấy. Rồi ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Let's go. Let's go. Ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.